Ok, hello anh em. Hôm nay lại quay trở lại với cả Battery đây. Ok. Mấy ngày hôm nay mình chơi con này cũng khá khá. Mình đã lên được hạng đồng 1. Chuẩn bị lên bạc cái nơi rồi. Thì mình cũng chơi, mình cũng không chơi quá nhiều, mình cũng chơi vài trận và mình cũng thử thay đổi một số chiến thuật phân phân. Thì ở đây hôm nay mình quay rồi vì mình có một cái chiến thuật mới khá là thú vị. Thì mọi người bình thường ấy, thì cái chiến thuật bình thường mình chơi ấy thì là xoay quanh việc là kéo dài trận đấu đến khi mà có đủ con này, con Demon Warrior này nó lên được, nó được gọi là nâng cấp tiến hóa. Cái chiến thuật bình thường mình chơi là hay như vậy, là mình sẽ sử dụng những con từ 3 đến 5 sao và đánh theo kiểu là đoạn đầu game thì cứ đánh chì chạc rồi kéo dài trận đấu đến cuối game thì con Demon Warrior này sẽ tiến hóa rất là mạnh. Thì mình thường là mình chơi theo kiểu đấy. Thì mấy hôm qua mình đã làm thử một cái chiến thuật khác đi một tí, đấy là giữa, đấy là cái chiến thuật này, chiến thuật thứ hai mình đây. Thì cái chiến thuật này thì nó có một số điểm đặc biệt, đấy là cái đoạn nó sẽ đánh vào cái đoạn đầu game. Cái chiến thuật này không đánh vào cái đoạn kiểu kéo cuối game nữa mà sẽ đánh vào đoạn đầu game với hai cái món gọi là đặc biệt trong bài mình, đấy là cái này. Ở cái chết nha, ấn nhầm tắt nó đi rồi. Đấy là cái này, đồng hồ cát. Cái này là Swarmer Totem, mà cứ khi mà mình đặt nó ra bàn ấy thì trong cái thời gian mà nó hiệu lực thì nó sẽ liên tục swarm ra những cái con Swarmer này, là những cái con kiểu như zombie ấy, máu 35 và đam 20. Đấy, thứ nhất là cái này và thứ hai là cái này. Cái này thì nó cũng y hệt như cái kia, là khi mà đặt nó trên bàn thì nó sẽ liên tục swarm, nó sẽ summon ra những cái con crossbow này, con crossbow nuts này. Thì đấy, nó sẽ liên tục swarm là những cái summon là những cái con đấy. Thì hai cái này nó khi mình đi với nhau ấy thì mình có hai món, mình sẽ đập hai cái món này ra thì nó sẽ liên tục gọi quân cho mình và mình không mất tiền mua quân đấy. Và mình sẽ sử dụng nhiều những cái con tướng mà đoạn đầu game như là con này, này ba con này này đoạn đầu game có thể tấn công nhanh, và con này nữa. Mình sẽ kiểu là cái chiến thuật này là chiến thuật lấy số lượng đè chất lượng ấy. Cái chiến thuật một của mình là cái chiến thuật kiểu kéo về sau. Cái chiến thuật này là lấy số lượng đè ngay từ đầu. Đấy là cái chiến thuật thứ hai này của mình. Thì nhưng mà cái chiến thuật này cũng có một cái số những cái điểm yếu khá là lớn, đấy là nếu mà team của bọn nó mà có những con gây sát thương diện rộng mạnh như kiểu con này, như kiểu con Wheatgrass này, mình đã mới đọc nào đó, như kiểu con lợn cầm chùy này, nó xoay phát là chết cả dàn quân mình, rất là khó đánh. Hay là hoặc là con này cũng có chưa bắn lan. Và một số con có đòn đánh lan nữa thì sẽ rất là khó đánh, mình sẽ bị khá là kiểu đấy là một cái cách khắc chế, ví dụ như dùng những cái chiêu như là cầu lửa hay là những cái chiêu gây đam diện rộng ấy thì nó sẽ làm cho mình rất là khó đánh. Mình vừa nhận được cái này này, cái nhà đó. Thì bây giờ mình sẽ vào để mình test thử cái chiến thuật này. Thực ra mình cũng test một hai trận rồi, mình mới chỉ test một hai trận mà mình cũng chưa ấy lắm, nhưng mà cái chiến thuật này có điểm mạnh và cũng có điểm yếu riêng của nó. Nhưng mà trước khi tính đến chuyện điểm mạnh điểm yếu riêng thì mình có một vài cái hòm hiếc các thứ mình thử mở xem nào. Cái gì đây? Đây là những cái khuyến mãi ngày, 10.000 tiền sẽ được 10 cái thẻ random của map. Mỗi ngày nó sẽ có một vài những cái khuyến mãi, nếu mọi người thích mọi người có thể mua. Ủa thằng này là skin à? Skin của thằng nào đấy? Ủa skin của thằng cầm búa, nhưng mà mình đéo có tướng thì mình mua skin làm gì? Mình cũng có thể chọn này. Ui, cái này đẹp đấy. Cái này cái gì đẹp đấy? Ui, mọi đẹp đấy. Có 150 này. Rẻ vãi. Ủa sale cũng 75% ạ. Ui, nhìn có 150 này. Hay mình mua nhỉ? Hay mình mua nhỉ? Mua xong rồi về sau mình cứ tích tiền mua tướng xong. Con tướng này bao tiền? Nó sẽ sale trong 23 tiếng nữa. Ôi con này có 480 này, con này cũng đẹp này.
Ok. Tôi có để tính sau đi. Thì mình xem nào. Con tướng này thì đấy cái con tướng mà con đâu rồi? Đây, con đây đây. Khi mà nó không con này mất 1000 ruby, mình có 745. Ok. Có khi mình mua nhỉ? Mình tính chuyện mua thử con tướng chơi thử. Nhưng mà trước đấy thì mình có một cái phi, một cái totem mình mở thôi. Ra gì, ra cái gì, ra cái gì, ra cái gì, ra cái gì thì mẹ được có tí á, hơi ít. Ok, thì mình cứ vào mình đánh một trận trước đi để giới thiệu cho mọi người cái chiến thuật này. Thực ra cái chiến thuật này thì nó cũng có một số những điểm yếu khá là lớn như mình nói. Nếu mà team của nó mà có những con gây sát thương diện rộng tốt thì team mình khá là toang. Đấy, một cái điểm đấu khá là khủng khiếp. Ok, mình sẽ dùng luôn cái này. Ô đi, chết rồi. Ô chết 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 chết. Lỗi. À, lỗi. Một pha vãi cả lỗi của mình. Rồi. Pha đặt quân lỗi đầu game của mình. Đây, ví dụ mình có cái này nhá, mình đặt ra. Đấy, một cái. Thôi đi cơ mẹ, tôi chết rồi. Chịu hồi đi. Úi dồi, nó phá mình rồi. Vô người rồi. Bắn nó đi. Rồi trận này mình ngu rồi. Một pha nghịch ngu của mình rồi. Không phải đánh đằng kia kìa. Khổ vãi lên. Ơ what fuck sao đâu vậy. Trận này nghi gương nghi vấn toang rồi. Ok, phải tập trung đánh, Ghi chưa ghi vấn toang rồi. Mọi người nhìn bên này, bọn lính quân của mình ra liên tục luôn này. Đấy. Nó ra liên tục. Nó cũng có một cái điểm khó chịu riêng của nó đấy, chứ không phải đùa đâu. Cảm giác hơi lag nhỉ. Ok, mình sẽ tích ăn 6 tiền để mình đấy, khi mình triệu hồi hai này thì quân nó ra rất là đông luôn. Đúng kiểu lấy số lượng bù chất lượng luôn. Chọn vào ra. Cắn chết cha một công đi. Ai ui ui ui. Đấy. Ôi dồi, mình còn 45 máu kìa. Ai làm gì đi. Thôi chưa, bắn có phá lỗi rồi. Bây giờ nó có cầu lửa ấy, có gì nó cầu phát là mình toang luôn này. Mới làm máu thì cũng có lật được keo. Bắn nhanh. Mày nhỉ.
nhỏ này. Đập luôn này ra. Thắng rồi. Ô. Thế đéo là 45 máu mà thắng ạ. Còn được cả achievement này. Được achievement thắng khi mà thấp máu. Ô. Thực ra cái chiến thuật này thì nếu mà mình cầm con ấy thì sẽ lợi thế hơn một chút. Cầm cái con cầm con này này, cầm con tướng này này thì sẽ lợi thế hơn một chút. Được rồi, mình hoàn thành achievement này. Mình vào nhận có. Mình có 500 cái này này. Hai quest này là win team battle. Vui khác. Building cap là kiểu bài xây dựng à. Ok. Mình nếu mình chơi con tướng này thì sẽ hợp hơn, bởi vì con tướng này nó có những cái chiêu khá là ngon. Như kiểu triệu hồi quân hay đấy thì nó phối hợp khá là tốt. Mình sẽ thử một trận cho mọi người xem nhé. Thì mình chơi với tướng này. Mình tính đến chuyện là lấy mang hết vàng ra để mua token để mình mở để tiền mua tướng. Thằng này nó cũng chơi con tướng bình này. Mình lại từ từ còn đấy trước. Mày nhọn này. Ôi đi cũng mẹ, cái hỏa chấm nó cũng kinh phết nhỉ. Cái hỏa chấm là khi mà nó đi đến đây nó sau khi nó bị giết thì nó sẽ triệu hồi ra một cái gì đấy. Bắn cái tao này, bắn cái tao này. Thôi đi không mẹ. Khó chịu đấy. Ui đấy. Thì bà thôi chết rồi. Con này khắc chế này. Con này là tướng khắc chế mình khá là kinh đấy. Cái quân này thì nếu mà mình chơi theo kiểu đường này thì cái bài của mình nó khá là mạnh. Kiểu khá là kiểu đông ấy, nhưng mà chất lượng thì nó hơi thấp. Đây là khi gặp mấy con đánh diện rộng ra mình hơi khó đánh. Đây mình triệu hồi được hai ấy rồi. Quân của thằng này có vẻ là khá là ít đánh xa. Mình thấy này, lối chơi thằng này nó chỉ có một sniper ở trên đánh xa này. Trời với tao à. Vấn đề là chiến thuật lấy thịt đè người. Con ngộ không này thì khá mình ít khi mình gọi ra lắm, bởi vì khi mà gặp mấy cái bài mà nó ít hơn là quân đánh xa này, những con quân bay rất là lợi, bởi mấy con đánh gần nó sẽ không nằm gì quân bay. Con này nó là con đánh lan rất là kinh này. Mình sắp triệu hồi con ngộ không rồi. Đàn khỉ này mình thấy nó khá là mạnh, đập nhà mạnh lắm. Rồi thằng này toang mình này. Bài bạc này toang mình này. Nhiều con khỉ đập nhà đau không? Châu váy đái ạ. Một chết rồi. Chết lấy ra quân, chết ta quân.
câu bài này chứ nó đặt bài kinh vậy, có thế cơ cái mày. Không được, không được, không được rồi. À con này khó chịu quá, con này đúng kiểu nó khắc chế mình, cứng của mình ấy. Được rồi, đi tua rồi. Đấy, khi mà quân nó có cái con xoay xoay này là gần như là mình toang luôn đấy. Bởi vì khi mà gặp những con sắt phương tiện rộng là cái bài này nó toang luôn. Ây, thua trận đau quá. Bị trừ 63 điểm cơ. Thốn nhỉ. À, mình nghĩ là mình nên có một số thay đổi nhỏ. Đấy là mình cho con này vào. Bọn này vào hợp lý hơn này. Bọn này cho ra đi. Bọn 4 sao chắc được thay vào bọn. Lấy cái này này. Cái này nó sẽ có một cái stun cho mình. Hợp lý. Thử cho phát hên xui nhở, bỏ mẹ khỉ ra. Ok. Tiếp bán. Ờ, mình sẽ cố gắng mình cấy tiền lên để mình đủ tiền để mình mua được cái... Cố gắng để mình mua được cái con tướng mới. Xem số bạn. Masters of minions and minions of masters. Prepare bang. To duel. Throw down those cards. Victory at all cost. Cứ bình tĩnh thôi. À, triệu hồi luôn cái nhà. À, cô thái định làm gì? Định chơi chiêu à? Hồi đi. Ui ghê vậy. Ui kinh quá. Mày nhòn với tao này. Đánh tao hơi đau rồi đấy. Hơi đau quá rồi đấy. Gọi thằng búp mày ra. Ui, nó gọi được thằng ấy mãi lên nghe vậy. Ui, bài này mạnh quá. Không ổn rồi, không ổn rồi. Chiến thuật phá sản rồi. Bài nó nhiều sát thương tiện rộng quá. Ui chết luôn à. Không được rồi, chiến thuật fail rồi mắt này. Thắng được một trận xong rồi fail rồi mắt. Toàn rồi. Trời ơi. À, vẫn lên cấp vẫn được không ạ? Ui tiền ngon. Hey, check it out. You got gold. Cần đấy. Trời ơi, chuẩn bị tổ thạng rồi. Cay thế nhờ. Cay quá. Cây không chịu được. Cây không chịu được. Lại không tin. Mình không tin là chiến thuật của anh của mình lại không hiệu quả. Con này khi mà nó đứng cạnh thì nó tăng giáp cho nó, tạo một cái giáp cho đồng đội, 5 đồng đội bên cạnh. Cày thế nhở, bọn kia nó chơi bài hỏi chấm khó chịu quá. Play cards. Đây này, quân hỏi chấm đấy này. Anh bắt trước bọn nó, mình thử làm phát hỏi chấm nhở.
The flows of magic will bend to mine. Ok, hỏi chấm ra cái quân này ạ. Trận này không tin là không thắng. Tạo siêu lên. Chồng nhìn quân nó bị quay khổ. Đến khổ luôn à. Chết mẹ luôn ở nơi. Cái này cái gì nhỉ? Mình chưa thử đúng không này. Ủa con tàu cũng chết hết kìa. À cái hỏi chấm này nó sẽ cho mình miễn phí thi thoảng. Nó cho những con tướng miễn phí ra. Mình sẽ là hoàn toàn miễn phí cái đoạn quân đấy. Lên, úp kia lên, lên. Thôi trời, thắng chắc rồi. Quậy này. Chưa, mình đã bảo hiệu quả mà. Chẳng qua là mấy trận trước mà gọi các khắc chế kinh quá thôi. Chiến thuật này có hiệu quả mà. Ok, mình đang tính chuyện là có nên bỏ tiền ra mua. Ok, để tập sau đi, mình sẽ bỏ tiền ra mình mua token để mình nâng cấp. À, mình mua tướng, mình cứ tích được 1.000 tiền mua tướng.